Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Thưởng Thật Thà. Trong cái video ngày hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn về cái app Bondex Origin. Và đây là một cái app đang đào tiền kỹ thuật số, đang đào cái đồng BNDX được chưa? Và để chúng ta tăng cái tốc độ đào, thay vì đào một mình thì chúng ta có thể mời người đào cùng chúng ta. Và cái thứ hai là chúng ta có thể tự tăng tốc độ đào bằng cái cách như sau. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái app Bondex Origin và chúng ta sẽ thao tác. Thì chúng ta đây là cái giao diện của nó đang đào, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ vào app đây và chúng ta sẽ chỉnh sửa cái profile của chúng ta này nhá. Thì ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái ảnh đại diện của chúng ta, đúng chưa? Chúng ta vào phần thêm ảnh xong. Rồi, đợi máy nó sẽ load lên, đúng chưa? Còn cái thứ hai ở đây là mình sẽ đăng một cái đoạn video. Đây, trước đây mình đã đăng rồi, được chưa? Bây giờ kích vào đây là để mình xem lại thôi. Hoặc mình tích vào đây để mình sẽ cũng làm như mình đăng cái ảnh của chúng ta. Thế thay vì đó thì bên dưới chúng ta sẽ đăng một cái video. Còn ở phần dưới đây, những các cái chỗ mà nó có tích sao ấy, thì chúng ta phải ghi đầy đủ vào các bạn nhé. Chúng ta sẽ ghi đầy đủ. Chúng ta sẽ chọn là tên tuổi của chúng ta vào, được chưa? Ở đây thì chúng ta sẽ ghi first name là tên, first name là họ của chúng ta, đúng không? Tốt nhất là để chữ in hoa nha các bạn nhé. Last name là tên và tên đệm. Chúng ta sẽ đánh đúng họ và tên của chúng ta vào để sau này còn cái bước KYC nữa nha các bạn nhé. Còn cái phần bên dưới đây đó chính là nghề nghiệp của chúng ta, đúng chưa? Thì ví dụ như mình, nó là nghề nghiệp của chúng ta là gì thì chúng ta ghi vào đó nha các bạn nhé. Phần bên dưới đây là giới tính thì chúng ta sẽ chọn nha các bạn nhé. Ở trên đây thì chúng ta là nam, còn nếu mà ở bên nữ thì chúng ta chọn dòng bên dưới, được chưa? Rồi tiếp theo là thành phố, đúng chưa? Thành phố, country, đất nước, đúng chưa? Không biết là trong này có Việt Nam không. Zimbabwe, Yemen. À, có Việt Nam nha các bạn nhé. Đó, chúng ta chọn Việt Nam này. Chúng ta chọn thành phố này nhá. Rồi, Hà Nội này. Còn cái bên dưới đây, đúng không? Bên dưới đây là nó một cái tiểu sử ngắn của chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ ra một cái gì đó và chúng ta viết. Ví dụ như hoặc là một cái câu nào đó mà chúng ta thích chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như mình ghi là một cái cụm từ là gì? Muốn thành công phải có thất bại, được chưa? Phải có thất bại, được chưa? Trên đường đời có dại mới có khôn, được chưa? Ok, chấm. Sau đó thì chúng ta sẽ xếp lại. Rồi, cái tiếp theo đó là chúng ta sẽ làm về cái kinh nghiệm làm việc, đúng không? Tích vào cái hình cái bút đây. Rồi, tích vào đây. Và chúng ta sẽ chọn cái này gọi là chức danh đấy ạ. Chức danh bạn làm gì trong công ty, đúng không? Và sale gạch ngang marketing, đúng không? Rồi, công ty bạn làm công ty nào thì các bạn ghi tên công ty của các bạn vào đó, đúng không? Công ty trách nhiệm hữu hạn gì đó, đúng không? Thời gian làm việc là từ bao giờ, đúng không? Chúng ta có thể chọn ở đây 2015, đúng không? Ok, 2021, đúng không? Tháng. Rồi, ok.
Sau đó thì nếu như mà các bạn xác nhận là các bạn làm việc tại đây thì các bạn tích vào chưa? Rồi. Ở bên dưới đây, đó là một cái nói về một cái mô tả một cái vai trò của bạn là tại công ty đúng không? Làm sale và marketing. Dạ. Rồi, sau đó chúng ta cũng đã xếp lại. Còn cái bước cuối này nó về học vấn của chúng ta đúng không? Thì ở đây là chúng ta chọn là cái này là chuyên ngành của chúng ta là cái gì đúng không? Ví dụ như của mình là quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh. Trường, học trường gì thì chúng ta ghi vào đó đúng không? Thời gian học đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn cái thời gian học của chúng ta. Xác nhận tôi đã học ở đây nhá, xếp lại. Rồi, ok. Như vậy là tương đối đầy đủ rồi các bạn. Ở trên cái phần thứ hai này này thì nó có cái phần là upload cái một cái bản CV lịch của mình. Thì ở trên điện thoại thì không làm được, và cái này chúng ta sẽ cần phải làm ở trên máy tính. Ở đây chúng ta sẽ upload một cái bản sơ yếu lý lịch của chúng ta bằng cái file file Word đúng không? .docx hoặc là chúng ta .pdf, và nó có dung lượng là nhỏ hơn 5 MB. Nha các bạn nhé. Thì các bạn cái này các bạn sẽ chuyển cái app này của chúng ta ra máy tính. Rồi chúng ta làm ở trên máy tính thì chúng ta sẽ upload được cái này lên. Rồi còn lại thì như vậy là đã đầy đủ nha các bạn nhé. Các bạn muốn xem đã đầy đủ hay chưa thì chúng ta sẽ click vào đây nhá. Đó. Podcast đó, ở đây của mình đã upload đầy đủ rồi. Thì cái này trong cái phiên đào tiếp theo thì nó sẽ tăng tốc độ đào cho chúng ta, thấy chưa? Các bạn nếu như để ý thì sẽ thấy là cái tốc độ đào đã tăng lên một cách cũng tương đối là kinh khủng đấy. Lúc nãy là chỉ có 0.2 mấy thôi, nhưng bây giờ nó lên tới 0.32 đồng BNDX trên một giờ này các bạn nhé. Rồi ok, các bạn cứ làm đi. Nếu như mà có cái gì mà không hiểu thì cứ đặt câu hỏi ở dưới video, mình sẽ trả lời tất cả các cái câu hỏi của các bạn. Còn nếu như mà các bạn nào mà đã xem mà qua cái video này mà chưa có đào cái đồng Bondex Origin này thì có thể đào với cái mã mời của mình, đó là IP8PE, hoặc mình sẽ gửi một cái đường link ở dưới mô tả của video cho các bạn nhé. Các bạn click vào đó là các bạn sẽ đăng ký được. Nó rất là đơn giản thôi. Rồi, ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video lần sau.